lan của em ngày hôm nay nhé. Hôm nay em có một số mặt hàng là hàng trâu rừng bản đôn nha các bác nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì nhớ nhấn đăng ký kênh của em là Phong Lan rừng bản đôn Yến Nhi nhé. Đó, đây là em sẽ đến đơn hàng đầu tiên, là đơn hàng số 1, là bụi kiếm rất là to và khủng luôn. Bụi này toàn là dề to luôn các bác nhé. Đó, rất là dề lớn luôn này. Một bụi này, bản lá rất là to nhá. Đó, một bụi này, một bụi này, hai dề này. Đó, dề thứ hai rất là to luôn, toàn là bụi tộc khủng luôn nhá. Dề thứ ba này, đó, toàn dề kiếm to luôn nhá. Đây, bản lá to luôn này các bác này. Đó, ba bụi kiếm khủng như thế này. Bên này em bán chỉ có giá là 200k. Bắt đầu chốt hình đầu tiên cho em là 200k bụi kiếm nhá. Kiếm này có cây nó đang ra mầm gốc nha các bác nhá. Có cây đang ra mầm gốc này. Đó, rất là nhiều, nó đang ra mầm gốc cây con luôn. Đây, rất là nhiều luôn. Đó, đơn này em bán có giá là 200k bụi kiếm lớn, bụi kiếm khủng. Đây là hình đầu tiên nha, bác nào chốt thì em là bụi kiếm hình đầu tiên nha. Và tiếp tục là bụi kiếm hình thứ hai. Đó, bụi kiếm hình thứ hai là hai dề này. Đó, một này, hai này. Đó, hai dề kiếm, hai dề kiếm cây cũng đang ra mầm gốc này. Đây, mầm gốc non này. Đó, bản lá cũng rất là lớn luôn nha các bác nhé. Bản lá to, hai dề này em bán có giá là 100k. Bắt đầu chốt hai dề này 100k dùm em nha. Hình số 2, bụi kiếm nha các bác. Về hình số 3 là trâu này, trâu rừng bản đôn nha các bác nhé. Bác nào mà chốt trâu dùm em là hình số 3, là trâu rừng bản đôn. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này. Đó, cây đang còn quả này. 5 cây này và 6 cây nha các bác nhé. 6 cây trâu to như thế này, đơn này em bán có giá là 200k. Bắt đầu chốt hình số 3 dùm em nha. Và hình số 4, hình số 4 cũng vậy nha các bác. Hình số 4 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này và 6 này. 6 trâu này, đơn này em bán có giá là 200k. Đó, trâu này mới chuẩn là trâu bản đôn nha các bác. Trâu vùng bản đôn này. Tại vì mùa này thì nó nắng nóng, rất là héo, cây trâu nó bị héo luôn nha. Đó, người nào mà nó mà bán mà trâu, mà trâu buôn đôn hàng nó xanh xanh, có khi thì nó, có khi nó bảo là không phải trâu buôn đôn, có khi nó lấy hàng ở đâu về bán luôn á. Đó, nhiều, rất là nhiều người luôn. Đây, đơn này là hình số 4, mùa này cây nó như thế này rồi. Đó, nếu mà nó dính vào cơn mưa nó mới tươi lại nha. Đây là hình số 4 là 200k, chuẩn trâu bản đôn nha. Hình số 5, hình số 5 là em có khúc nhạn này. Khúc nhạn cực kỳ đẹp luôn, lá xếp rụt trịt này. Một này, cặp nhạn có cây con rồi nha. Đó, cây bên kết này, bên gốc này là cây con nhỏ này. Khúc thứ hai này, đó, hai khúc nhạn to đẹp như thế này. Là một cặp như thế này em bán có giá là 300k thôi các anh chị nhá. Hình số 5 bắt đầu chốt. Hình số 5 là cây nhạn lớn dùm em này. Và hình số 6 là 300k, toàn là cây to to, ngang nhau này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, một khúc 2 cây nha. 6 này, toàn cây to đẹp luôn các bác nha. Và 7 này. Đó, 7 cây hoàng nhạn đẹp như thế này, đơn này em bán có giá là 300k thôi. Bắt đầu chốt hình số 6 dùm em là hoàng nhạn bản đôn Đắk Lắk nha. Hoàng nhạn tháng 4. Tiếp tục là hình số 7 là hàng rời. Cây toàn đẹp, phê nhìn rất là phê luôn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Rất là đẹp luôn nha các chị nhé. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 và cây thứ 13 là cây rất là to luôn, rất là đẹp, xếp rụt rịt. 13 cây toàn là to to như thế này, toàn hàng đẹp luôn. 260k hình số 7 nhé. Và hình số 8 hình số 8 là 220 nha các bác. Rất là nhiều cây này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 và 13 cây. 13 khúc 14 cây nha các anh chị nhá. 13 khúc 14 cây.
Đơn này em bán giá là 220. Bắt đầu chốt hình số 8 giùm em. Hình số 9 là mấy cây trâu nguyên bản này. Đó, hàng cây trâu nguyên bản này về rất là nhanh dễ thuần luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11 khúc này. 11 khúc này, đơn này nguyên bản này có giá là 250k. Bắt đầu chốt hình số 9 giùm em. Và hình số 10 em có cây trâu rất là to luôn. Đó, cây này dáng thân dừa, lá chỉ thiên nha. Cây rất là đẹp. Đó, cây này là đó, 2 này, 4 này, gần 50cm nha các bác. Cây này thì nó còn ít nguyên bản nha, còn ít vỏ này. Đó, còn cũng gọi là nguyên bản rồi, đang còn vỏ về các bác ghép vào thân cây của các bác á. Ghép vào lúa to của các bác mang về ghép cây trâu to này. Rất là to luôn, 250k hình số 10. Và hình 11 là em có combo cực kỳ đẹp luôn. Combo này gồm có 1, 2, 3, 4, 5 loại. 5 loại combo. Đây là cẩm cù này, cẩm cù toàn trái tim rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Cẩm cù trái tim này, trái tim tròn luôn. Khúc cẩm cù này, khúc cẩm cù có 3 khúc này. 3 khúc cẩm cù trái tim. 3 khúc này, 4 khúc cẩm cù trái tim này. Đó. Và 5 khúc cẩm cù trái tim luôn. Rất là đẹp luôn. 5 khúc cẩm cù trái tim này. Một nguyên bản quế tím, hai nguyên bản quế tím, ba quế tím nguyên bản này, 4 này, 5 này, 6 và 7 khúc nguyên bản quế tím nhé. Bác nào mới tập tành chưa lan thì lấy hàng này về ghép này. 7 khúc nguyên bản quế tím, căn diệp mắt rất là to, 1 2 3 4 toàn mắt to to bự bự không nha các bác. 5 và 6, 6 khúc nguyên bản căn diệp. Một khúc nhất điểm hồng này, một khúc nhất điểm hồng, một khúc hải âu này, hải âu hoa màu trắng, nhất điểm hồng hoa màu trắng luôn. Đơn này giá của nó là 200k. Còn đây là màu vàng nhé, căn diệp là hoa màu vàng, hải âu là hoa màu trắng, nhất điểm hồng màu trắng, quế tím là màu tím, cẩm cù thì màu trắng luôn nhé. Đó, đơn này bán giá là 200k. Bắt đầu chốt hình 11 giùm em. Về hình 12 là combo toàn cây to to không nhé. Đó, cây rất là to luôn. Đây, một cây này, cây tam bảo sắc này. Cây thứ hai, cây thứ ba là báo hỷ nha các bác. Toàn cây bụi lớn luôn. Từ đó, rất là nhiều luôn. Toàn là cây to. Em có cây sóc khủng này, rất là to luôn. Đó, cây này là 2, 4, 50cm luôn nha. Dài rất là to luôn. Cây này hơn 2 gang tay của em này. Đó, sóc khủng này. Cây báo hỷ to to luôn. Đó, tam bảo sắc to. Có cây quế tím luôn nha. Hải âu, dendro trường sơn. Đó, đủ loại luôn. Đơn này đủ loại này. Có mấy cây sóc khủng này, hai cây sóc to này. Đó, đơn này giá là 200k. Bắt đầu chốt hình 12 dùm em nha. Hình 13 là 180k. Là hai cây trâu nguyên bản. Cây này là lá mít nhé. Cây này lá mít bản lá cực kỳ to luôn. Đó, cây này thì hơn gang tay của em nhá. Hơn gang tay của em, cây đang có quả này về các bác ươm lên này. Cây có quả như thế này là nó sẽ có khi các bác không ươm là nó sẽ héo lên. Héo lên thì nó sẽ rụng cây hạt của nó là nó sẽ mọc vào thân cây này. Đó, về các bác sẽ được cây con chi chít luôn ở gốc cây cà chít này nhá. Cây thứ hai này, đó, hai cây to này. Cây này cây to, cây này cây vừa nhỏ này. Đó, đây này em bán giá là 180k. Đây là hình 13 nha các bác. Và hình 14 là cây trâu toàn to to nha. Một cây này. Cây thứ hai này. Cây thứ hai có quả luôn, lá mít này. Cây thứ ba này. Cây thứ tư này. Cây thứ năm này. Cây thứ sáu này. Và cây thứ bảy toàn đơn cây to luôn nha các anh chị nha. Đây này em bán giá là 280k hình 14 nhá. Về hình 15. Hình 15 là mấy khúc nhạn này, rất là đẹp. 1 này, cây đang ra nụ này. Xếp rụt rịt, dáng chữ V này, 1 này. Khúc 2 cây luôn, 2 này. Khúc 2 cây luôn, cây to to nhá. 3. Và khúc 2 cây, đơn này toàn là cây cặp, chỉ có một cây này cây đơn thôi. Đó, đơn này là 4 khúc.
2 4 6 7. 4 khúc 7 cây nhá, 4 khúc 7 cây. Đơn này giá 200k nha các bác nhá. Đây là hình 15, bác nào chốt giùm em là hình 15 hoàng nhạn. Hình 16 là em có 200k là hoàng nhạn cực kỳ rụt luôn. Đó, lá rất là rụt luôn, đang ra nụ này. Đây cực kỳ đẹp luôn này. Một cây này. Cái thứ hai ở gốc này. Đó. Cây này là lá đồng xu nha các bác nhá, tròn trịa lá đồng xu này. Đó, bác nào chốt hình số 16 giùm em là 200k. Hình số 17, hình số 17 là cây hoàng nhạn với châu 1 2 3 này. Và 4. Khúc châu với nhạn luôn. 5 này, cây châu. Và 6, toàn hàng châu lá mít. Đơn này sau châu với nhạn, đơn này giá là 200k nha các bác nhé, hình 17 nhé. Và hình 18 là đơn đẹp luôn, một cây to này, hoàng nhạn rất là đẹp luôn này, bản lá rất là to, một cây này. Cây thứ hai này. Cây thứ ba này. Cây thứ tư này. Cây thứ năm, cây thứ sáu này. 6 cây to, ngang nhau rất là đẹp. Đơn này là to nhất. Giá là 200k, bác nào chốt hình 18 giùm em. Và hình 19 em có 3 cây nhạn rất là to và đẹp luôn này. Đây, một cây này. Đó, rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Hai cây này. Và ba cây này. Ba cây to như thế này giá là 300k nhé. Đó, 300k, đơn quá rẻ luôn. Và hình 20, hình 20 là rất là nhiều cây này. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 cây. 18 cây này, đơn này giá là 300k nha các bác nhé. 18 cây 300k. Bác nào chốt hình 18 giùm hình 20 giùm em, 18 cây. Rồi hình 21, 21 này. Một cây này. Cây thân dừa nhá, hai cây này. Ba cây này. 4 cây này, 5 cây này và 6 cây này, 6 cây to ngang nhau rất là đẹp, 200k này. Bên nào chốt hình 21 giùm em là cây châu bản đôn nha, châu rừng luôn nha các bác. Đó, chuẩn bản đôn luôn, chuẩn vùng miền luôn. 1 này. Hình 22. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 và 18 cây. Đơn này cũng 18 cây. Giá là 300k tiếp này. Bác nào chốt hình 22 giùm em. Và hình cuối cùng là bụi chiếm nha các bác nhé. Bụi chiếm này, một dề này. Đó, đang ra mầm gốc cây con này. Hai dề này. Ba dề này. Bốn dề này. Năm dề này. Và 6 dề, bụi này 6 dề kiếm. Đó, bản lá to luôn này. 6 dề kiếm này, đơn này giá là 120 nha các bác nhé. 120, đây là hình cuối cùng của em. Đó, tối nay em có một số mặt hàng rừng đấy thôi, mới về. Bác nào mới chốt đơn nào thì các bác cứ gọi điện về theo số của em là 0834 981 431. Zalo của em cũng số đó luôn nha. Bác nào mà không thích gọi thì các bác cứ nhắn tin qua Zalo chốt đơn giùm em nha. Chốt đơn bao nhiêu thì các bác cứ chốt rồi gọi hoặc là qua nhắn tin cho em là hình tối nay. Đó, tối nay em chỉ có phiên một số mặt hàng đấy, hàng rừng mới về. Bác nào mà yêu thì cứ gọi cho em nha. Em xin chào tất cả các bác, chúc các bác buổi tối vui vẻ nha.